Trần Dung hai nữ cán bộ công an vừa bị tức quân tịch đuổi khỏi ngành khi tham gia bữa tiệc ma túy. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sử Tử tù Giang Hồ Người Nổi Tiếng. Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc. Vậy câu hỏi được đặt ra là hai nữ công an bị điều tra tổ chức tiệc ma túy là ai? Có ra thế như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Chân dung hai nữ công an bị tước quân tịch. Chiều ngày 7 tháng 4, công an thành phố Hải Phòng cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng sử dụng ma túy trái phép của nhóm đối tượng gồm 12 người tại một căn hộ trong khu đô thị cao cấp có địa chỉ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại khu đô thị cao cấp tại phường Thượng Lý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện triệt phá ổ nhóm đang bay lắc sử dụng chất ma túy trái phép tại buổi tiệc sinh nhật, các đối tượng có hít bóng cười, ma túy. Khi lực lượng chức năng kiểm tra đã phát hiện trong phòng đang có 12 đối tượng, 7 nam và 5 nữ. Trong đó, kết quả test nhanh có 9 người dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 0,13 gram ketamine và một số tăng vật. Trong số những đối tượng tham gia tiệc ma túy trên, có 2 nữ công an bị phát hiện dương tính với ma túy. Là một Bùi Thị Ngọc Bích, đang là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hải Phòng và 2 về à nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy công an quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng. Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội của Bùi Thị Ngọc Bích, nữ công an này đã có gia đình, có một chồng và hai con trai đang tuổi trưởng thành. Trên Facebook của cô thường cập nhật những hình ảnh đi du lịch sang chảnh, ăn mặc hàng hiệu và cả những tấm hình được rèn luyện, học nâng cao tại Đại học Phòng cháy chữa cháy. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, trên trang Facebook của Ngọc Bích chia sẻ về quá trình cô học tập và công tác hết khóa văn bằng 2 đào tạo phòng cháy chữa cháy. Trên trang cá nhân Ngọc Bích viết, để đây nhờ Facebook cất giữ thành quả gần 3 năm đèn sách. Được biết vào năm 2022, Ngọc Bích mang hàm đại úy. Ngọc Bích có khuôn mặt ưa nhìn, nếu không mặc cảnh phục, ít ai nghĩ Bích là công an và sẽ nghĩ cô là dân chơi thứ thiệt. Trên Facebook cô hay đăng ảnh đi chùa tụng kinh niệm Phật mặc áo gấm, áo trầm, đến tượng Phật chiêm bái. Hay những tấm ảnh mặc đồ bơi, cúp ngực, hết sức gợi cảm, trên tay cầm những ly sâm đắt đỏ. Vậy là mất hết tất cả. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng gồm một Nguyễn Thị Thanh Huyền sinh năm 1986, trú tại khu đô thị thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, hai Vũ Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, ba Vũ Hoàng Cường sinh năm 1982, trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh. Tất cả cùng thuộc thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Căn hộ nơi diễn ra bữa tiệc bay lắc tập thể là của Tạ Vũ TR sinh năm 1978, con một đại gia trong ngành xây dựng ở địa phương, vợ của chủ nhà là Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đã bị tạm giữ để điều tra. Ngày 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bích Huyền và Cường để mở rộng điều tra. Đồng thời có văn bản đề nghị tước danh hiệu Công an Nhân dân theo quy định đối với Bích. Mới nhất, Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ Công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy trên. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, nhiều người đã để lại bình luận. 36 tuổi rồi không còn trẻ mà bảo bồng bột nữa rồi xong trong ngành pháp luật mà vi phạm pháp luật thì xử theo pháp luật để làm gương cho người khác nói theo không có vùng cấm cán bộ làm vậy sao bảo được dân mà 36 tuổi rồi chứ có phải con trẻ gì nữa đâu nữ công an còn tổ chức tiệc ma túy thì thôi rồi chẳng còn gì để nói chức vụ ngon lành bao người muốn mà không được còn bà này tự tay mình phá nát uổng phí cuộc đời cũng có người cho rằng xử lý nghiêm Cán bộ sử dụng ma túy đã nghiêm trọng rồi, đây còn tổ chức nữa thì phải xử lý thật nghiêm khắc, không để hạ ảnh hưởng tai tiếng đến cơ quan tổ chức nơi cô ấy công tác. Đăng lý là cán bộ công an biết luật lại phạm luật cần xử lý nghiêm để làm gương. 36 tuổi lại là công an, phí công cha mẹ nuôi lớn rồi, không thể chấp nhận được. Cuối cùng sự nghiệp và danh dự chính trị cũng đã mất hết. Thông tin đến nữ công an được giấu tên và được gọi bằng cái tên tắt là v sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến các bạn trong những video tiếp theo. Những đại án ở Hải Phòng có thể nói trong năm 2022 đến năm 2024 tại Hải Phòng đã quán triệt mạnh mẽ công tác quản lý cán bộ. Cùng với đó là phanh phui hàng loạt sai phạm khủng liên quan đến những cán bộ thao hóa biến chất có biểu hiện tiêu cực tham nhũng, thể hiện rõ tinh thần quyết tâm không để lọt tội phạm. Cụ thể không thể không kể đến đại án liên quan đến cựu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, sau đó đến cựu trưởng công an quận Đồ Sơn nhận 8 năm tù, mất tất cả sự nghiệp danh dự chính trị. Đầu tiên hãy nhắc đến vụ việc mới nhất đã đưa ra xét xử vào đầu năm 2024 liên quan đến cựu trưởng công an quận Đồ Sơn cùng đồng phạm. Tối ngày 18 tháng 1, ông này đã lĩnh 8 năm tù vì nhận hối lộ. Mặc dù báo chí không đưa tin nhiều nhưng có thể thấy sắc mặt buồn và tiêu tụy của một cựu quan chức. Từng là người bảo vệ pháp luật, nay lại là kẻ phạm luật. 8 năm tù dành cho trưởng công an quận nếu quý vị nhớ về vụ án này, chắc chắn không thể quên câu chuyện và những câu nói can trường của Nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa, Nguyên cán bộ Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng, nói không sợ trả thù vì đã tố cáo hành vi của thủ trưởng. Đến nay, sau 18 tháng điều tra bổ sung hành vi đưa, nhận hối lộ, ông Trần Tiến Quang, cựu trưởng Công an quận Đồ Sơn và 7 thuộc cấp hầu tòa vì đã làm sai lệch hồ sơ vụ án để tha bổng nhóm tổ chức bay lắc trong quán karaoke Hải Sơn 86 khi hầu tòa gương mặt cựu trưởng công an quận Đồ Sơn cùng đồng phạm tỏ rõ sự thất thần, chán nản. Thậm chí đôi lúc người ta thấy khóe mắt cay cay vì nếu như không tham lam, ông đã không phải ngồi trước vành máu ngựa và mất hết tất cả sự nghiệp danh dự. Theo hồ sơ vụ việc, Ngày 13 tháng 11 năm 2020 tại quán karaoke Hải Sơn 86 thuộc phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, lực lượng công an phát hiện 25 trên 28 đối tượng dương tính với chất ma túy, có dấu hiệu cấu thành tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an được giao nhiệm vụ giải quyết vụ việc đã tiến hành xác minh, đấu tranh thu thập chứng cứ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời điểm đó Trần Tiến Quang sinh năm 1966 là trưởng công an quận Đồ Sơn và Phạm Quang Tuấn sinh năm 1981, phó trưởng công an quận Đồ Sơn đã đồng ý nhận hối lộ từ đối tượng vi phạm và người thân để không xử lý hành vi vi phạm, tội phạm, đồng thời thả các đối tượng vi phạm. Trần Tiến Quang và Phạm Quang Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới dừng xác minh, đấu tranh với các đối tượng vi phạm, không xử lý về hình sự mà giải quyết theo hướng xử lý hành chính. Phạm Quang Tuấn đã chỉ đạo thuộc cấp là một Nguyễn Hữu Cường sinh năm 1982, phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp Hai, Đinh Đình Việt, sinh năm 1975, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và trật tự xã hội. Ba, Đỗ Hữu Dũng, sinh năm 1992, phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, hoàn thiện, làm lại hồ sơ, viết lại biên bản kiểm tra hành chính, viết lại biên bản ghi lời khai của các đối tượng không đúng với bản chất vụ việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86, thực hiện chỉ đạo của cấp trên các thuộc cấp khác cùng công tác tại đội cảnh sát quản lý về trật tự xã hội là một Nguyễn Viết Công sinh năm 1992, hai Vũ Duy Thanh sinh năm 1988, ba Vũ Hoàng Văn sinh năm 1981. Ba người này đã viết lại các biên bản ghi lời khai, biên bản lấy mẫu và xét nghiệm nhanh chất ma túy. Chưa có nội dung nhưng đã được các đối tượng ký đầy đủ biên bản khống. Hậu quả dẫn đến hồ sơ vụ án bị sai lệch hoàn toàn và việc xử lý đối với vụ việc là trái pháp luật. Trong vụ án này, cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, Trần Tiến Quang giữ vai trò chính là chủ mưu chỉ đạo toàn bộ việc thực hiện hành vi phạm tội, có động cơ vụ lợi nhận hối lộ để nhằm đưa vụ việc xử lý hành chính. Trần Tiến Quang đã cùng với Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Hữu Cường, Đỗ Hữu Dũng, Đinh Đình Việt thực hiện hành vi nhận hối lộ, chia nhau số tiền hối lộ, mua chuộc người tố cáo và thực hiện các thủ đoạn che giấu hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền 700 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt: 1. Trần Tiến Quang 8 năm tù, người chịu mức án cao nhất. 2. Trần Quang Tuấn 7,5 năm tù. 3. Nguyễn Hữu Cường 7 năm tù. 4. Vũ Duy Thành, Vũ Hoàng Văn cùng chịu mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cũng trong vụ án này các đối tượng: 1. Nguyễn Khắc Bảy sinh năm 1974, trú tổ dân phố số 5, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. 2. Phạm Văn Sâm sinh năm 1972 chú 118 trên 127B trên 18 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai cùng bị truy tố về tội đưa hối lộ và bị hội đồng xét xử tuyên phạt lần lượt 48 tháng tù và 18 tháng tù. Như vậy, ngày 18 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Sau 1 năm 6 tháng, Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung hành vi đưa nhận hối lộ. Từ sớm, khoảng 60 người liên quan tới các bị cáo và những đối tượng tổ chức bay lắc trong vụ án này đã tới làm thủ tục ngồi kín hội trường xét xử. Rất đông người tới theo dõi phiên tòa, cảnh sát yêu cầu nhiều người đứng ngoài theo dõi xét xử. Khách trừ đảng tước danh hiệu Công an Nhân dân Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng kỳ họp thứ 17 đã xem xét kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ban chấp hành Đảng bộ Công an quận Đồ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 giai đoạn từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 và một số cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Công an quận Đồ Sơn Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhận thấy, Ban chấp hành Đảng bộ Công an quận, Ban thường vụ Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025, giai đoạn từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ đảng viên chiến sĩ vi phạm trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hải Sơn 86, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra thành ủy quyết định thi hành kỷ luật ban chấp hành Đảng bộ Công an quận Đồ Sơn, ban thường vụ Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 giai đoạn từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 bằng hình thức cảnh cáo, một số cán bộ đảng viên chiến sĩ công an quận Đồ Sơn trong quá trình giải quyết vụ việc đã có hành vi chỉ đạo tiêu hủy hồ sơ ban đầu và làm lại hồ sơ sai lệch để không xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Số cán bộ đảng viên này đã bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố bắt tạm giam và Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 đảng viên thuộc Công an quận Đồ Sơn bảy đảng viên gồm Phạm Quang Tuấn, nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó trưởng công an quận, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Đinh Đình Việt, nguyên bí thư chi bộ, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy, Nguyễn Hữu Cường, nguyên phó bí thư chi bộ, phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Đỗ Hữu Dũng, nguyên phó bí thư chi bộ, phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Nguyễn Viết Công, Vũ Duy Thanh và Vũ Hoàng Văn nguyên cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đối với đồng chí trần tiến quang trong thời gian giữ chức ủy viên ban thường vụ quận ủy đồ sơn bí thư đảng ủy trưởng công an quận thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn đã vi phạm quy chế làm việc của đảng ủy công an quận thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát đối với các tổ chức đảng cán bộ đảng viên chiến sĩ để xảy ra vi phạm đặc biệt nghiêm trọng tại công an quận đồ sơn Đồng chí Trần Tiến Quang đã bị cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bắt tạm giam và Bộ trưởng Công an kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân. Căn cứ vào các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Tiến Quang theo thẩm quyền. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm ngày 4 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Trần Tiến Quang, nguyên phó trưởng phòng PC06 Công an thành phố Hải Phòng, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn, bí thư Đảng ủy trưởng Công an quận Đồ Sơn. Toàn cảnh vụ án Vụ án này được phanh phui khi cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa, cựu cán bộ điều, điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn, phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án của đồng đội nên đã có đơn tố cáo. Trong vụ án làm sai lệch hồ sơ, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận định, ông Trần Tiến Quang, nguyên trưởng công an quận Đồ Sơn, giữ vai trò chính là chủ mưu chỉ đạo toàn bộ việc thực hiện hành vi phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc có dấu hiệu động cơ vụ lợi nhận hối lộ để nhằm đưa vụ án xử lý hành chính. Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 21 tháng 7 năm 2022, Cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa và một số nhân chứng người liên quan vắng, chỉ có hai nhân chứng tham dự. Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung hành vi đưa nhận hối lộ, theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát sẽ thấy việc hủy quyết định của Thủ trưởng Cơ quan Điều tra đảm bảo cho việc điều tra toàn diện vụ án làm rõ động cơ của các bị cáo trong việc làm sai lệch hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Đại diện Viện Kiểm sát xin phép không công bố cáo trạng buộc tội các bị cáo, đồng thời đề nghị xem xét quyết định trả hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra bổ sung. Căn cứ vào quyết định số 230 điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự, quyết định số 02 ngày 8 tháng 7 năm 2022 của cơ quan cảnh sát điều tra về việc hủy bỏ quyết định tách hành vi có dấu hiệu đưa nhận tiền trong vụ án làm sai lệch hồ sơ. Căn cứ vào ý kiến của Viện Kiểm sát tại tòa xét xử ngày 21 tháng 7 năm 2022 đề nghị xét xử bổ sung. Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm số 42 ngày 4 tháng 4 năm 2022, thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định trả toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung, xác định rõ hành vi đưa nhận tiền làm sai lệch hồ sơ. Và đến nay sau 18 tháng, tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Tiến Quang, cựu trưởng công an quận Đồ Sơn Hải Phòng và bảy đồng phạm về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc. Vụ án này nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt liên quan đến vấn đề nhận hối lộ và chia chác giữa các cựu công an được xác định là điều tra như sau. Kết quả điều tra xác định, ngay sau khi ra đầu thú, Nguyễn Hữu Cường khai nhận một được Trần Tiến Quang chỉ đạo việc nhận tiền từ những người quen và người nhà các đối tượng bị bắt tại quán karaoke Hải Sơn 86. 2. Còn nhận của Nguyễn Khắc Bảy tức Huy Thơ và của Hoàng Đình Khắc 500 triệu đồng. 3. Nhận 30 triệu đồng từ Hoàng Đình Tuấn. 4. Nhận 30 triệu đồng từ Trần Tiến Quang đưa cho nói của người nhà đối tượng. 5. Nhận 130 triệu đồng của một người đàn ông mặt có chàm ở má không rõ lai lịch. 6 nhận 200 triệu đồng từ ông Hùng Tư Pháp sau khai là nhận từ Đỗ Hữu Dũng. 7 nhận 60 triệu đồng từ Nguyễn Văn Tuấn. 8 nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Quang Anh. Cường nghe Đinh Đình Việt nói xin cho đối tượng do Hải Ninh 20 triệu đồng nhưng không thấy Việt đưa tiền. Tổng số tiền Cường đã nhận là 1 tỷ 070 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Cường đưa hết lại cho Trần Tiến Quang và Quang đã chỉ đạo Cường chia như sau. 1. đưa cho Nguyễn Thế Trung, lúc đó là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đồ Sơn 200 triệu đồng. 2. Đưa đội điều tra tổng hợp 23 triệu đồng. 3. Đưa công an phường Hợp Đức 15 triệu đồng. 4. Đưa đội hình sự 18 triệu đồng. 5. Đưa cho Trần Duy Hưng 5 triệu đồng để trả tiền mua hộ tét ma túy. 6. Đưa đội quản lý hành chính 100 triệu đồng. 7. Đưa Phạm Quang Tuấn 200 triệu đồng. 8. Đưa đội giao thông 10 triệu đồng. 9. Đưa đội tổng hợp 2 triệu đồng. 10. Và cuối cùng Cường được nhận 50 triệu đồng. Với tổng số tiền 1 tỷ 070 triệu đồng, Trần Tiến Quang đã chỉ đạo chi 623 triệu để làm sai lệch hồ sơ. Còn lại số tiền 447 triệu đồng đang được cơ quan chức năng làm rõ. Có nhiều nghi vấn đặt ra đây là số dư để nguyên trưởng công an quận Đồ Sơn đút túi hoặc có nhiều lý do khác nhau để trung chi. Tuy nhiên, dù bất cứ giả thuyết nào đi chăng nữa, chúng ta cần đợi câu trả lời chính xác từ cơ quan chức năng. Và phút chờ đợi cũng đã có hồi kết. Hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Trần Tiến Quang, cựu trưởng công an quận Đồ Sơn 8 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa nói gì? Còn theo thiếu tá Trịnh Văn Khoa sau khi biết tin ông Trần Tiến Quang nguyên trưởng công an quận Đồ Sơn bị bắt, rất nhiều cán bộ có trách nhiệm liên quan đã bị cơ quan chức năng khởi tố nhưng Khoa vẫn chưa yên tâm vì họ chưa phải là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ việc. Khi nghe tin ông Trần Tiến Quang được điều chuyển về công tác lên vị trí mới, qua cũng đã có chút lo lắng vụ việc có thể bị dừng lại ở đây. Nhưng anh vẫn luôn tin vào sự nghiêm minh của pháp luật và việc sai phạm sẽ được làm đến cùng. Khoa nói, việc gì đến rồi cũng phải đến. Hôm nay tôi thấy mình thật nhẹ nhõm. Từ nay tôi có thể tập trung lo cho cuộc sống riêng của mình rồi. Anh Khoa chăn trở. Được công tác trong ngành công an là mơ ước từ nhỏ của tôi. Bất đặc dĩ tôi mới phải làm đơn xin ra khỏi ngành. Nguyện vọng của tôi nhất là của bố mẹ. Anh em đều mong muốn tôi được quay lại ngành để tiếp tục công tác. Tôi sẵn sàng làm đơn gửi lãnh đạo Bộ Công an mong được quan tâm nhưng tôi cảm nhận việc này rất khó vì chưa có tiền lệ. Tôi từng nghĩ đến việc trả thù. Đó là chia sẻ của Nguyên Thiếu tá Trịnh Xuân Khoa tố sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn. Sau khi anh gửi đơn tố cáo, có người liên quan trực tiếp vụ án đề nghị nếu rút hai đơn tố giác anh sẽ nhận được tài sản vật chất quy ra thành tiền khoảng 25 tỷ đồng. Tuy nhiên tới giờ phút này với anh Khoa tiền không quan trọng, anh đã từ chối lời đề nghị đó để đi tới cùng sự việc. Nói về việc lúc đầu không gửi đơn tố giác lên công an thành phố Hải Phòng mà lựa chọn gửi lên viện kiểm sát nhân dân tối cao và thanh tra bộ công an anh Khoa cho biết, tôi có tìm hiểu và rút kinh nghiệm, nước cờ này tôi cởi áo ra là mình phải làm được điều gì đó, ít nhất là cho bà con ở địa phương và anh em trong cơ quan. Không ít người xúc động khi biết thiếu tá Trịnh Văn Khoa nguyên cán bộ công an quận Đồ Sơn Hải Phòng là người yêu nghề tâm huyết với nghề không khuất phục trước những sai phạm tiêu cực từng câu từng chữ lời chia sẻ chân thành của anh phần nào khiến người nghe hiểu được sự chính trực của người chiến sĩ công an. Thời buổi kinh tế thị trường, mỗi người trưởng thành đều phải quan tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy công an mang trên mình trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự xã hội phục vụ đất nước và nhân dân, nhưng suy cho cùng đây cũng là một ngành nghề giúp con người mưu sinh. Các cán bộ chiến sĩ cũng phải lao động, nhận lương để nuôi sống bản thân và gia đình. Cán bộ chiến sĩ nào có bản lĩnh vững vàng thì không nói làm gì, người nào chạy theo cám dỗ đồng tiền thì rất nguy hiểm bởi họ có thể trở thành con dối tiếp tay cho tội phạm với thiếu tá Trịnh Văn Khoa mặc dù là trụ cột gia đình có ba người con và vợ gia cảnh cũng không phải thuộc loại khá giả gì nhưng anh vẫn chấp nhận hy sinh vị trí của mình hy sinh thu nhập kinh tế ổn định của mình để vạch trần cái mà anh cho là sai trái xấu xa tự vạch ra đường kẻ ranh giới giữa việc xấu và việc tốt điều này đã nói lên phần nào phẩm chất chính trực của anh và cũng là bản chất chung của người chiến sĩ công an kiên trung dám làm vì lý tưởng cao đẹp thật sự. Dám xin ra khỏi ngành, chịu mất mát thiệt thòi là vì để cao danh dự của một sĩ quan công an, là có lòng tự trọng nghề nghiệp, trước áp lực của cuộc sống gia đình, nhưng Trịnh Văn Khoa vẫn chấp nhận cởi áo ngành để về, trở thành người thất nghiệp, không phải ai cũng làm được như Trịnh Văn Khoa, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Trịnh Văn Khoa vẫn còn phẩm chất cao quý. Đó là lòng dũng cảm đối với thế lực của các băng nhóm mua bán ma túy thì một sĩ quan công an trở về làm thường dân cũng rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng Trịnh Văn Khoa vững tin vào bản thân và tin vào công lý. Tôi cũng không sợ bị trả thù vì tin rằng xã hội vẫn còn công lý. Trịnh Văn Khoa là một sĩ quan công an rất có bản lĩnh, có trách nhiệm, trọng danh dự, có lòng dũng cảm. Anh rất xứng đáng được nhận trở lại đơn vị, bởi vì ngành công an rất cần những cán bộ chiến sĩ có phẩm chất như Trịnh Văn Khoa. Hiện nay có rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an đang công tác trong lực lượng cũng đang làm việc bằng tất cả tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết với nghề. Vì danh dự, lòng tự trọng nên họ không cho phép mình đứng cùng chiến tuyến với tội phạm. Ở họ luôn toát lên tinh thần trách nhiệm, lòng kiên trung, dám hy sinh lợi ích cá nhân để loại bỏ những con sâu đang làm giàu lực lượng, góp phần làm trong sạch ngành công an, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an An Giang Đinh Văn Nơi chính là những địa ví dụ điển hình, là tấm gương sáng đi đầu trong công tác đấu tranh bắt giữ, triệt phá tội phạm và chống tiêu cực. Vẫn nhớ mãi tư cách người công an cách mạng, đó là cần kiệm liêm chính, tuyệt đối trung thành, kính trọng lễ phép với nhân dân, tận tụy với công việc và cương quyết khôn khéo với kẻ địch. Vẫn nhớ mãi câu nói của Bác Hồ rằng, công an đánh địch bên ngoài đã khó, đánh địch bên trong người còn khó khăn hơn. Các cán bộ chiến sĩ đã và đang không ngừng nỗ lực rèn luyện quyết tâm đánh được kẻ địch mạnh nhất bên trong con người mình để góp phần xây dựng ngôi nhà chung của lực lượng công an nhân dân thêm trong sạch vững mạnh. Khóe mắt cay cay và phút tham lam, cựu trưởng công an quận Đồ Sơn 8 năm tù đánh mất tất cả sự nghiệp danh dự vì đồng tiền hối lộ. Còn đây là chân dung về cựu tướng Đỗ Hữu Cả với số tài sản khổng lồ được báo chí nhắc đến. Bất ngờ về số tài sản khủng của cựu tướng Đỗ Hữu Cả 40 xuất đất tiền vàng ngoại tệ không đếm xuể. Như đã nói, báo chí gần đây vừa thông tin và đăng tải rất nhiều bài viết liên quan đến tài sản khủng của cựu tướng Đỗ Hữu Ca. Đặc biệt, việc có 40 suất đất cùng với đó là tiền và ngoại tệ không đếm xuể khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi chấm. Làm cách nào để một cựu tướng công an có nhiều tiền đến thế? Số tiền khủng nhờ tiết kiệm lược. Mới nhất báo người lao động đã đăng tải bài viết với tiêu đề giống như một câu hỏi. Cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca khai khối tài sản khủng từ đâu mà có. Trong phần sapo của bài báo đã liệt kê những tài sản có thể đếm được như 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng lượng lớn tiền và ngoại tệ trang sức, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mang tên ông Đỗ Hữu Ca và vợ là bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Sổ tiết kiệm mang tên bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Có vẻ như không đếm xuể. Báo này có đoạn nêu rõ, Tại cơ quan công an, bị can Đỗ Hữu Ca và vợ là Vũ Thị Lộc, sinh năm 1958, khai số đồ vật tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an. Bố mẹ để lại quả lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông Ca và bà Vũ Thị Lộc. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà Vũ Thị Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế kết quả điều tra xác minh đến nay xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án tuy nhiên việc ông đỗ hữu ca và bà vũ thị lộc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh làm rõ Ngày 24 tháng 11 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Cà và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Cà để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bị can Đỗ Hữu Cà, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quy định tại điểm A khoản 4 Bộ luật hình sự Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác minh làm rõ việc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân từ các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản. Khi bắt giữ khẩn cấp bị can Đỗ Hữu Ca, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Đỗ Hữu Ca tại hai địa chỉ, gồm Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đăng Lâm, quận Hải An và thôn trại trên Đồng Phản, xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Ông Đỗ Hữu Ca đã nộp lại 35 tỷ đồng trong vụ án trên, cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, liên quan việc nhận tiền của đối tượng phạm tội để chạy án. Theo cáo trạng từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà riêng ở xã Kinh Giang để nhờ chạy án cho Đức không bị công an Quảng Ninh xử lý hình sự về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Tuy nhiên ông ca khai rằng thời điểm đó bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng số tiền 35 tỷ đồng để chạy tội cho Đức. Bị can Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng thừa nhận vợ chồng ông trùm mua bán hóa đơn trái phép có mang 35 tỷ đồng đến nhà riêng của mình, nhưng ông không dùng tiền này để chạy án và cũng không vòi tiền để chạy án. Như vậy, Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cũng không thừa nhận việc nhận tiền để chạy tội cho Đức, mà số tiền này do Đức và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của ông Ca. Đối với người đàn ông tên Giang, mà Ca nói có quan hệ rộng với công an Quảng Ninh, các khai có quen biết người này. Ông Giang công tác tại Công an thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh đã nghỉ hưu. Ông Ca và ông Giang thỉnh thoảng liên lạc gặp gỡ, nhưng Đỗ Hữu Ca chưa bao giờ đưa tiền hay tác động nhờ ông Giang chạy tội cho Đức. Vào thời gian trước Tết Nguyên Đán, Năm 2023, khoảng một tháng, Đỗ Hữu Ca và ông Giang có gặp gỡ, ăn uống với nhau tại Hải Phòng. Nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống, gia đình, không nhờ việc chạy án cho Trương Xuân Đức. Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh. Trả lại tiền có được giảm trách nhiệm hình sự hay không? Luật sư Trần Xuân Tiền Trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trước hết ông ca đang bị khởi tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản căn cứ vào giá trị tài sản chiếm đoạt. Mức hình phạt mà ông Đỗ Hữu Ca có thể phải đối mặt là từ 12 năm đến 20 năm và nặng nhất là tù trung thân. Để quyết định mức hình phạt cụ thể đối với ông Ca, các cơ quan tố tụng sẽ căn cứ vào quy định của bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong đó, việc ông Ca trả lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng nhận chạy án của ông Đức có thể được xác định là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Ca căn cứ quy định tại điểm B khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể, tình tiết người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, việc có giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông ca hay không phụ thuộc vào quyết định của tòa án. Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 1 điều 54 Bộ luật hình sự, ngoài tình tiết khắc phục hậu quả đã đề cập ở trên, nếu ông ca được hưởng thêm một số tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 51 của bộ luật hình sự thì tòa án có thể quyết định một số hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Còn về số tiền 35 tỷ đồng ông Đỗ Hữu Ca đã nộp lại cơ quan chức năng theo vị luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Đây được coi là vật chứng của vụ án và bị tạm giữ cho đến khi tòa tuyên án có hiệu lực pháp luật. Theo đó bản án sẽ có nội dung liên quan đến số tiền nêu trên. Trong trường hợp xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tòa tuyên trả lại tiền cho người bị ông ca chiếm đoạt, họ sẽ nhận lại tiền thông qua cơ quan thi hành án. Tuy nhiên, trường hợp xác định ông ca nhận tiền với mục đích đúng là chạy án giúp cơ quan tố tụng có thể xem xét xử lý những người liên quan về hành vi đưa hối lộ hoặc môi giới hối lộ. Qua đó, số tiền hàng chục tỷ đồng sẽ trở thành công cụ, phương tiện để phạm tội. Theo khoản 2 Điều 106 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 sửa đổi năm 2021, quy định về xử lý vật chứng, số tiền này sẽ bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Luật sư nêu rõ, các phân tích nêu trên chỉ đều dựa vào thông tin ban đầu để nhận định, còn kết quả xử lý ra sao thì vẫn cần chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan tố tụng. 4 lần nhận 35 tỷ đồng chạy án Cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Cà tại nhà ở xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên. Lần đầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Trương Xuân Đức rút 8 tỷ từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỷ đồng, rồi đựng trong hai túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố Thái Bình nhờ người quen chuyển cho Ngọc Anh. Sau khi nhận 10 tỷ, Ngọc Anh mang đến để ở phòng khách nhà ông Ca. Khi gặp Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng, nhờ ông Ca giúp chạy tội cho Trương Xuân Đức. Ông Ca đồng ý. Khoảng một tuần sau, nhiều lần qua hỏi ông Ca về việc lo chạy án nhưng chưa nhận được trả lời, chưa thấy thông tin từ phía công an tỉnh Quảng Ninh nên Trương Xuân Đức lo lắng về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi đến nhà ông ca. Khi đến nơi, Đức mang tiền để vào trong phòng ngủ tầng 1 của ông ca và nói chuyện về việc đưa thêm số tiền 5 tỷ đồng, tiếp tục nhờ chạy án. Ông ca đồng ý. Lần thứ ba vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, nhận thấy công an tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình, nên vợ chồng Trương Xuân Đức quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng cho ông ca để lo chạy tội. Trương Xuân Đức nhờ TTNQ, giám đốc một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng, rút số tiền 14,970 tỷ đồng từ tài khoản của Đức, sau đó thêm 30 triệu đồng cho vào hai bao vải đựng tiền của ngân hàng, rồi thông báo cho vợ đến nhận. Theo yêu cầu của Đức, TTNQ đã chỉ đạo nhân viên lái xe ô tô của ngân hàng Trương Ngọc Anh đến nhà ông Ca. Nhân viên này còn giúp Ngọc Anh xách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông Ca, sau đó đi về. Ngọc Anh nói đã mang đến 15 tỷ và đưa cho ông Ca xem bản chụp tờ công văn của công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của chồng mình tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đúng. Lần thứ tư vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, thấy việc chạy tội chưa có kết quả nên Đức chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đến đưa cho ông ca. Lần này, Đức tiếp tục liên lạc với TTNQ nhờ rút số tiền 5 tỷ đồng trong tài khoản của Đức, rồi nhờ Ngọc Anh mang số tiền trên đến nhà ông ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng nhờ ông ca chạy tội giúp Đức vì tình hình quá nguy cấp sau khi nghe ngọc anh cho biết đức vẫn đang lẩn trốn ông ca đã nói chuyện qua điện thoại với đức và bảo về gặp mình hôm sau vợ chồng đức đến gặp hỏi về kết quả chạy án nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm được thông tin gì từ phía công an tỉnh quảng ninh đồng thời ông ca bảo đức về nhà mình ở một thời gian để cho tiện trao đổi công việc nhưng đức từ chối ngoài ra trong quá trình đưa tiền nhờ đỗ hữu ca chạy tội Đức còn bảo con trai là TMT nhiều lần đến gặp ông ca để hỏi về việc chạy tội nhưng đều được ông ca trả lời đang lo việc, cứ bình tĩnh, yên tâm. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức lại cùng vợ đến nhà ông ca để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông ca nói đã lo xong việc ở công an thành phố Hải Phòng, còn ở công an tỉnh Quảng Ninh thì đã nhờ người đàn ông tên G lo liệu. Ông ca bảo Đức cứ yên tâm về nhà ăn Tết không phải lo lắng, Đức và Ngọc Anh tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong. Đức không bỏ chỗ nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến gặp ông ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng. Nhưng ông ca không trả lại tiền. Ông ca còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giảm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau việc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố vợ chồng chùm hóa đơn Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 10 đối tượng khác với 5 nhóm tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Dưới đây là tiểu sử và câu chuyện pháp lý liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an Hải Phòng. Mời các bạn cùng theo dõi. Truy tố cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca Đỗ Hữu Ca sinh năm 1958 là một thiếu tướng công an nhân dân Việt Nam. Ông Nguyên là giám đốc công an thành phố Hải Phòng, ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Ông này có trình độ chuyên môn nghiệp vụ là Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật. Đỗ Hữu Ca nổi tiếng với phát ngôn trong vụ án cưỡng chế đất ở Tiên Lãng năm 2012. Đỗ Hữu Ca được phong hàm thiếu tướng ngày 13 tháng 7 năm 2014, chỉ vài tuần trước phiên phúc thẩm xử đoàn văn vườn. Ngày 29 tháng 9 năm 2015, Đỗ Hữu Ca được Bộ Tài nguyên và Môi trường tôn vinh là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015. Ngày 2 tháng 1 năm 2019, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận quyết định nghỉ hưu từ Bộ Công an Việt Nam. Người kế nhiệm vị trí giám đốc Công an thành phố Hải Phòng là Đại tá Nghê Lê Ngọc Châu, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, hiện nay là Thiếu tướng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ngày 18 tháng 2 năm 2023, Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì liên quan đến một vụ án hình sự về trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Việc bắt khẩn cấp có sự phối hợp giữa Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Hải Phòng. Những phát ngôn từng gây chú ý của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Trong quá trình công tác, ông Ca được nhiều người biết tới khi Công an thành phố Hải Phòng điều tra xử lý vụ việc xảy ra tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản gia đình ông Đoàn Văn Vườn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ngày 5 tháng 1 năm 2012, khi đó ông ca đang mang hàm đại tá và là giám đốc công an thành phố. Về vụ cưỡng chế đầm của ông Đoàn Văn Vươn, ông Đỗ Hữu Ca khi đó còn là giám đốc công an thành phố Hải Phòng từng nói, vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà chấn áp được đối tượng. Phải nói rằng, việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa bao giờ có trong giáo án. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao, rồi tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tháng 10 năm 2014, phát biểu tại buổi nhận tặng thưởng huân chương quân công hạng 3, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho biết, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung, công an thành phố Hải Phòng nói riêng, công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phát hiện, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả xử lý nghiêm mọi hoạt động phá hoại, vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự. Tháng 5 năm 2016, trong chương trình hành động được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nêu, chỉ đạo lực lượng công an thành phố làm tốt công tác tham mưu cho đảng nhà nước xây dựng và thực hiện các chương trình hành động các kế hoạch công tác bảo đảm an ninh chính trị phát hiện và đập tan mọi ý đồ và hành động của kẻ địch góp phần giữ vững an ninh chính trị của thành phố và đất nước bảo đảm trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy và từng bước hiện đại xứng đáng là công cụ trọng yếu của đảng chính quyền là chỗ dựa vững chắc tin cậy của nhân dân Chương trình hành động của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cũng nêu rõ, triển khai các kế hoạch công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, triệt xóa băng ổ nhóm, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma túy. Tháng 7 năm 2016, khi kể chuyện phá động Lắc Ruby ở đất cảng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nói rằng lực lượng cơ sở được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn mà giám đốc chỉ đạo mãi không giải quyết được tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự như quán karaoke Ruby thì phải xem xét trách nhiệm. Sau vụ việc, tôi sẽ xem xét về công tác tổ chức cán bộ với trưởng công an phường, sở tại và phó trưởng công an quận phụ trách công tác quản lý hành chính. Ai thiếu tinh thần trách nhiệm, làm chưa hết chức trách, phải điều chuyển. Tháng 3 năm 2019, trả lời báo chí về tin đồn Đỗ Mạnh Hùng, người bị phạt 200.000 đồng do sàm sỡ cô gái 20 tuổi trong thang máy chung cư ở Hà Nội là cháu. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khẳng định không quen đối tượng này và nói rằng dù là con cháu của ai cũng phải xử nghiêm theo đúng luật pháp, không có vùng cấm. Sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vẫn đưa ra nhiều ý kiến phân tích, bình luận các vụ án nóng xảy ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tháng 7 năm 2019, trao đổi với báo chí về đường dây đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nói rằng, với bất kỳ vụ án nào từ lúc phát hiện cho đến khi kết thúc đều có quá trình để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, khi nào nắm chắc rồi mới phá án vì có yếu tố nhạy cảm. Trước những nghi vấn về việc đường dây đánh bạc tồn tại lâu năm, từ thời ông Ca còn đứng đầu lực lượng công an Hải Phòng, vị tướng về hưu trả lời ngắn, tôi không quan tâm dư luận nói gì. Trên đây là tiểu sử và câu chuyện pháp lý liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an Hải Phòng. Vâng thưa quý vị, đối với một con người, danh dự là thứ vô cùng quan trọng, nhưng đối với một chiến sĩ công an thì sinh mạng chính trị được coi là cả mạng sống. Dù biết thai nữ công an chỉ như con sâu làm dầu nồi canh. Câu chuyện này đã khiến người ta ngậm ngùi, giá như họ biết nhìn nhận đúng sai, biết nói lời từ chối thì việc còng số 8 hay chiếc áo xanh, áo tù kẻ sọc sẽ chẳng thể đến nhanh như lúc này. Thank mm -hmm. you.